Trả lời phóng viên truyền hình Thông Tấn về công tác kiểm soát tình trạng kinh doanh buôn bán tôm hùm đất, ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường cho biết đã có kết quả ban đầu sau một tuần ra quân kiểm tra xử lý, tuy nhiên thì vẫn cần kiểm soát chặt chẽ hơn nữa. Vâng, ông nhận định như thế nào về tình hình buôn bán kinh doanh tôm hùm đất thời gian vừa qua? Có thể nói ngay sau khi Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có cái văn bản thì lực lượng quản lý thị trường thì cũng ngay trong ngày 20 thì chúng tôi đã có cái chỉ đạo hỏa tốc đến toàn bộ lực lượng trên cả nước. Và yêu cầu một là nắm tình hình và cử ngay những cái đội cơ động, những đội địa bàn để tỏa xuống những cái tụ điểm để xem là cái thực trạng hiện nay là cái việc mua bán kinh doanh cái mặt hàng tôm càng đỏ, tôm hùm đất ấy, như thế nào. Thế thì trong một tuần vừa rồi thì hiện nay thì cũng đã có những cái số thông tin ban đầu. Đấy, ví dụ như hiện nay thì ở địa bàn Hà Nội chẳng hạn, thì trong mấy ngày vừa qua thì mới phát hiện ra một cái vụ vi phạm thôi. Ở địa bàn Quảng Ninh đấy, thì cũng kiểm tra xử lý phát hiện được một cái vụ việc ở một cái quán ăn. Trước đây ấy, thì chúng tôi được biết rằng là cái loại con tôm hùm đất này thì cũng được giao bán ở trên mạng rất là nhiều. Đấy, mà tuy nhiên chúng tôi khẳng định là đây là cái thời điểm trước khi mà Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn có cái cảnh báo, cái thông báo. Theo ông thì vì sao con tôm hùm đất mặc dù đã được xác định là đối tượng cấm kinh doanh buôn bán nhưng mà thời gian qua thì rõ ràng là cái việc buôn bán diễn ra khá là phổ biến? Đến tận tháng 12 năm ngoái, năm 2018, thì Bộ Tài nguyên Môi trường thì cũng mới có cái văn bản, cái thông tư để đưa cái tên khoa học của cái loài này vào cái danh mục là ngoại lai xâm hại, thì cũng chỉ cách đây có 5 tháng thôi. Thì tôi nghĩ rằng là cần phải mà tăng cường cái công tác cảnh báo này sớm hơn cho người dân, đặc biệt là cho thị trường. Đấy, thì các lực lượng chức năng thì mới có cái phương án, cái kế hoạch để mà ngăn chặn sớm. Vâng, trước thực tế này thì thời gian tới lực lượng quản lý thị trường sẽ có những giải pháp cụ thể như thế nào? Và ông đánh giá là để chấn chỉnh cái tình trạng này có khó hay không? Thì thời gian tới thì đối với lực lượng quản lý thị trường thì chúng tôi vẫn sẽ phải tiếp tục bám sát cái địa bàn, từng địa bàn một. Cái thứ hai là phải thực hiện nghiêm túc những chỉ đạo của chính phủ rồi của các bộ ngành. Đặc biệt là chúng tôi cũng sẽ cố gắng phối hợp được với cả lại những cơ quan về truyền thông để cho người dân cũng như là các cái nhà hàng, khách sạn, các tụ điểm, các chợ, chợ đầu mối, chợ dân sinh để biết và tránh không được tiêu thụ cái mặt hàng này. Nó sẽ gặp khó khăn đấy, bởi vì là có thể do thói quen tiêu thụ. Cái thứ hai, nếu mà ví dụ giả sử như là giao bán ở trên mạng đấy, thì cũng sẽ khó khăn ít nhiều trong cái công tác kiểm tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Cho nên là chúng ta cần phải tăng cường công tác cảnh báo cũng như là tăng cường cái việc kiểm tra giám sát thôi. Vâng, cảm ơn ông đã chia sẻ thông tin với truyền hình Thông Tấn ạ.